Xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta gặp nhau ở phần thứ 11 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề là Trung của Zui ai hơ kha vê de chẳng sư. Trung của Zui ai hơ kha vê de chẳng sư. Bây giờ chúng ta giải thích cái nghĩa nha. Zui ai hơ tức là thích uống nhất. Zui ai hơ kha vê tức là thích uống cà phê nhất. Zui ai hơ kha vê de chẳng sư là cái thành phố thích uống cà phê nhất. Rồi bây giờ ghép từ Trung Quốc với đằng trước vào, như vậy là thành phố thích uống cà phê nhất của Trung Quốc. Thế là uống nhiều nhất á. Rồi bây giờ giải thích thêm cái từ cà phê. Ở trong đây mình phiên âm là cà phê. Thì cái gốc nếu mà phiên âm chuẩn theo Trung Quốc thì sẽ là cà phê, là cái chỗ đó là chữ ca đó, cà phê. Nhưng mà rất nhiều người Trung Quốc cũng đọc là cà phê, tức là phiên âm từ cái từ coffee của tiếng Anh. Và mình tìm phiên âm là cà phê là chữ ca thì tìm không ra, cho nên là mình để cái từ cà phê này vào để mọi người tham khảo thêm nhé. Muốn nói là cà phê cũng được mà cà phê cũng được. Và sau đây xin mời mọi người chúng ta vào bài nghe mình đọc trước một lần. Su Xin Yi tại Shang Hai công tác. Ta thiên thiên đều yao he yi bei cà phê. 他觉得咖啡很好喝。上班的时候，他也会去公司旁边的咖啡店买咖啡。上海是中国最爱喝咖啡的城市，因为上海有很多人都喜欢喝咖啡，所以现在上海有很多咖啡店。 到今年1月，上海已经有了6913家咖啡店。日本东京有3826家，英国伦敦有3233家。 Và sau đây mình sẽ giải thích nghĩa của cái bài văn ngắn này nhé. Đầu tiên mình có một cái tên riêng là Su Xin Dĩ. Su là họ Tô, Xin là chữ hân, hân hoan, tức là cái nghĩa là vui mừng. Dĩ là chữ di, cũng là vui mừng luôn. Chương tử di đó, chữ di này đây. Như vậy là Su Xin Dĩ là Tô Hân Di, giờ y di, y ngắn á. Trai Sang Hải Cung Chô, làm việc ở Thượng Hải. Tha Thiên Thiên, Thiên Thiên là bằng với Mày Thiên, có thể sửa là Tha Mày Thiên. Tô Giao Khứa là Di Bê Cà Phê. Mỗi ngày cô ấy đều phải uống, tôi giao hứa đều phải uống. Y bay cà phê là một ly cà phê. Tha trẻ tờ, cô ấy cảm thấy cà phê hẳn hào hứa. Cà phê rất là ngon. Những cái thức uống mà ngon chúng ta dùng từ hào hứa. Tha trẻ tờ cà phê hẳn hào hứa. Sang ban tờ sử hô, khi mà vào ca làm việc, tức là khi đã đi làm rồi đó. Tha dẻ huê chuy cung sư phẳng biến tờ cà phê tiên. Cô ấy dẻ huê là cũng sẽ, dẻ huê chuy là cũng sẽ đi. Đi đâu? Cung sư phẳng biến tờ cà phê tiên. Đến cái quán cà phê hay là cái tiệm cà phê ở bên cạnh của công ty. Chuy cung sư phẳng biến tờ cà phê tiên. Mải cà phê là để mua cà phê. Sang Hải sư Trung của Chuy ai hơ cà phê tờ trận sư. Sang Hải sư Thượng Hải là Trung của Zui ai hơ kha vê de chẳng sư, là cái thành phố mà thích uống cà phê nhất. Yin wei Sang Hải yǒu hěn duō rén dǒu xǐ huān hē kha vê, bởi vì ở Thượng Hải có rất là nhiều người đều thích uống cà phê. Suo yǐ là cho nên, xiān zài là hiện nay, Sang Hải yǒu hěn duō kha vê diàn, Thượng Hải có rất nhiều những quán cà phê. Tao chi nén y yue hoặc là tao chi nén y yue cũng được. Đến tháng 1 năm nay, Sang Hải yi jing you le, Thượng Hải đã có, yi jing là đã, you le là có. Sang Hải yi jing you le, Thượng Hải đã có cái gì? 6913 gia cà phê tiên. 6913 cái quán cà phê, từ gia là lượng từ đó. Ta có thể đổi thành từ cưa cũng được, nhưng từ gia thì trong văn viết được dùng nhiều hơn. Như vậy mình dịch là đến tháng Giêng năm nay, Thượng Hải đã có 6913 quán cà phê.
Và đây nó cung cấp thêm một cái thông tin cho mình nữa. Rư Bành Tôn Chiến, Đông Kinh của Nhật Bản, Đông Kinh là Tokyo, Tokyo của Nhật Bản. Dù San Sen Ba Bài ở Sử Liêu Cha có 3.826 quán. Duyên của Lĩnh Tuấn là ở London, tức là thủ đô của Anh. Rồi, ở London của Anh. Dù San Sen ở bài San Sử San Giá là có 3.233 quán. Như vậy là ở Thượng Hải có cái số lượng quán cà phê là nhiều hơn cả Tokyo và cũng nhiều hơn cả London của Anh. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 11. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Xin chào.